Xin chào quý vị và các bạn. Dù Thanh và Mỹ khôn khéo bày mưu tính kế hòng lật đổ Trung, nhưng chàng chủ tịch đủ thông minh để nhận ra kế hoạch của đôi gian phu dâm phụ. Anh cũng tường kế tiểu kế, khiến Thanh và Mỹ phải trả giá cho sự phản bội của mình. Và rồi, trong quá trình theo dõi Thanh, Trung mới ngỡ ngàng nhận ra bộ mặt thật của Thanh. Chính Thanh là kẻ tham phú phụ bần, tìm cách ruồng bỏ người con gái đồng cam cộng khổ với mình để tới với người muôn đăng hộ đối, giúp ích cho hắn trên con đường tiến thân. Và bất ngờ hơn nữa, khi bức màn sự thật được hé lộ, khi Thanh mới là hung thủ gây ra cái chết của Nhi, em gái Trung, rồi đổ tội lên đầu Hằng. Trung hận chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Thanh. Trong lúc điên tiết, thấy bản mặt của Thanh, Trung nhấn tay ga về nhằm hướng Thanh định kết liễu cuộc đời kẻ sát nhân. Nhưng rồi, anh hiểu cái chết là quá nhẹ nhàng so với tội ác mà Thanh gây ra. Trung đánh tay lái, cú va chạm chỉ khiến Thanh bị xây xát nhẹ. Liệu rồi Trung sẽ chuẩn bị những món quà gì dành cho Thanh để đòi lại công bằng cho em gái, cho mẹ anh, cũng như cho Hằng và Thanh khi thấy nguy hiểm rình rập? Thanh và Mỹ sẽ làm gì để sớm giành lấy cái ghế chủ tịch, cũng như chôn vùi bí mật về vụ tai nạn dưới nấm mồ sâu, là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Vẻ bên ngoài không thể che đậy được bản chất xấu xa bên trong. Khi Thanh dần hiện nguyên hình là kẻ tham vọng, bất chấp thủ đoạn, khi Thanh mở miệng là nói yêu Hằng, muốn ăn đời ở kiếp cùng cô. Nhưng khi anh gây tai nạn, thay vì đối mặt với sai lầm của mình, Thanh lại nhân lúc Hằng ngủ quên, giăn cảnh vu oan giá họa cho cô. Rồi khi Hằng ra tù, anh nhận ra cô và anh ở hai thế giới khác biệt. Cô cản trở con đường tiến thân của anh. Vừa hay, Mỹ ăn đứt Hằng về mọi mặt xuất hiện, còn công khai thả thính Thanh. Anh không ngần ngại tìm cách ruồng bỏ Hằng, đã vậy còn tỏ ra thanh cao, đẩy trách nhiệm lên đầu Hằng. Rồi khi thấy Trung bỏ trống vị trí phó giám đốc, bằng chút bản lĩnh lại thêm chút mánh khóe, Thanh tìm cách chứng tỏ bản thân trước mặt vị chủ tịch khắt khe. Khó tính, Thanh có niềm tin anh sẽ ngồi được vào vị trí đó. Tiền đồ của anh rộng mở hơn bao giờ hết, với sự nghiệp lên như diều gặp gió, với gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan. Thế nhưng, Thanh chứng tỏ thế nào cũng không nhận được sự công nhận của Trung. Chỉ chờ có thế, Mỹ không quên mồ kích, kích đều dỉ tai Thanh. Nào là Trung không biết trọng dụng nhân tài như Thanh, cái ghế phó chủ tịch chỉ là mồi câu để Thanh bán mạng cho công ty. Một khi tìm được người thích hợp, Trung sẽ thảy Thanh ra rìa. Mỹ còn tung chiêu lôi kéo Thanh về tuyến chiến của mình, giác tâm lật đổ Trung. Thanh nghe những lời này của Mỹ thấy hợp lý. Hơn nữa, anh và cô sớm muộn gì cũng về chung một nhà, nên anh ngoan ngoãn cùng cô thực hiện những toan tính. Nhưng Thanh có nằm mơ cũng không ngờ, Mỹ không hề yêu anh. Thứ cô yêu là tiền tài, danh vọng. Cô chỉ đang muốn biến Thanh thành con tốt thí đối đầu với Trung. Cô chỉ việc đứng ngoài ung dung, làm ngư ông đắc lợi. Đợi tới khi ngồi vào cái ghế chủ tịch, cô sẽ lấy được niềm tin của ông bố tài phiệt. Cô sẽ giành được toàn bộ quyền thừa kế khối gia sản khổng lồ từ ông. Nhưng Trung đã đi guốc trong bụng đôi gian phu dâm phụ. Chẳng qua anh mắt nhắm mắt mở, xem họ giở trò gì. Anh cũng âm thầm thu thập bằng chứng. Đợi tới khi cả hai sắp tu thành chín quả, Trung mới ra tay kết thúc trận chiến. Để kiểm soát cuộc chơi, Trung cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của Thanh và Mỹ. Trung cảm thấy ghê tởm khi biết con người thật của Thanh. Anh là kẻ lưu manh giả danh trí thức, là kẻ quất ngựa truy phong, còn mồm loang mép dãi nói với thiên hạ. Thanh là nạn nhân. Và rồi, Trung phát hiện ra điều bất thường. Khi Thanh thường xuyên qua lại với một tên đầu đường xó chợ, một người luôn muốn kết thân với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, với những người có thể giúp anh tiến xa trên con đường công danh sự nghiệp. Giao du với người dưới đáy xã hội chắc chắn có vấn đề. Trung cho người điều tra kỹ hơn thì biết đó là Phong, kẻ vào tù ra tội như cơm bữa, là tay giang hồ có số má. Từ nghi ngờ đó, Trung lần ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Phong thường xuyên khủng bố, tống tiền Thanh. Và rồi Trung chết lặng khi biết được nguyên nhân, khi Phong kể cho mình nghe. Chính Thanh mới là kẻ lái xe gây ra cái chết thương tâm cho Nhi, còn Hằng chẳng qua chỉ là hình nhân thế mạng mà thôi. Phong còn tiết lộ, anh còn quay lại toàn bộ diễn biến của vụ án. Chỉ tiếc rằng chiếc điện thoại chứa đoạn băng đó đang không biết ở đâu. Chỉ cần tìm ra thì mọi việc sẽ sáng tỏ.
Giây phút tận tai nghe được những lời đó, Trung sốc nặng. Anh cảm thấy có lỗi với Hằng. Anh áy náy với cô bao nhiêu, thương cô bao nhiêu thì hận Thành bấy nhiêu. Chuyện công chuyện tư gộp lại, Trung nhất định sẽ khiến Thành phải trả giá đắt cho những tội ác trời không dung, đất không thứ Thành gây ra. Giờ Trung nhận ra, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trung lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo, chỉn chu, hóa ra chỉ là kẻ đạo đức giả. Thế mà có những lúc, Thanh từng ngưỡng mộ tình yêu cao thượng Thanh dành cho Hằng, khi anh từng bảo vệ Hằng trước mặt Trung. Chính Trung từng có ý định bồi đắp, nâng đỡ, để Thanh trở thành cánh tay phải đắc lực của mình. Giờ chỉ cần nghĩ tới Thanh, Trung cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn băm vằm Thanh thành trăm mảnh. Đang điên tiết, thì Trung thấy Thanh xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cứ nghĩ tới em gái anh chết oan ức, ở tuổi đẹp nhất đời con gái, với biết bao ước mơ dang dở, anh nhấn tay ga định kết liễu đời Thanh. Nhưng rồi, có thế lực nào đó ngăn anh lại. Anh thức tỉnh kịp thời. Nếu giết Thanh theo cách này, anh cũng phải trả giá. Hơn nữa, cái chết đôi khi lại là sự giải thoát cho Thanh. Trung sẽ lên kế hoạch khiến Thanh sống không bằng chết. Anh sẽ đích thân tống cổ Thanh vào tù, khiến Thanh cả phần đời còn lại ăn cơm nhà nước, ngắm mặt trời mọc sau song sắt nhà lao. Trung cố tỏ ra bình tĩnh, mặt đối mặt với Thanh ở công ty. Anh vẫn niềm nở coi như không có chuyện gì. Anh biết Thanh và Mỹ đang thông đồng, lôi kéo nhiều khách hàng, đối tác, với ý định tạo phản vào buổi họp hội đồng quản trị sắp tới. Trung không quên thu thập bằng chứng phạm tội của đôi cậu nam nữ. Anh cũng biết về sự tồn tại của đoạn măng. Anh không tiếc tay vung tiền. Dù có phải đào xới từng tấc đất, lục tung từng ngóc ngách, anh cũng phải tìm cho bằng được. Lòng hận thù khiến Trung đáng sợ thế nào, ai cũng biết. Cứ nhìn Hằng là thấy rõ. Dù Hằng đã ngồi tù 3 năm, dù Hằng là cô gái không sức phản kháng, dù cô có công vực dậy tinh thần cho mẹ Trung, giúp bà dần hòa nhập vào thế giới bên ngoài, thế mà anh vẫn truy cùng đuổi tận, dồn cô vào bước đường cùng, thì chắc chắn một kẻ táng tận lương tâm không bằng loài cầm thú như Thanh sẽ phải nhận cái kết thê thảm trong tay chàng tổng tài thông minh, giỏi giang, lại có quyền thế trong tay. Nhưng Thanh cũng không phải dạng vừa, vốn có tật giật mình, Thanh nhanh chóng đánh hơi được mùi bất ổn. Một khi biết đang nằm trong tầm ngắm của Trung, Thanh và Mỹ sẽ tốc chiến tốc thắng quyết lật đổ Trung. Cũng như Thanh, sẽ không ngần ngại thủ tiêu phong, hòng giết người diệt khẩu. Chỉ cần sớm tìm lại đoạn băng, thì Thanh chẳng việc gì phải sợ Trung. Mọi việc cứ thế ngủ yên dưới ba tấc đất. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!